Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip này để hướng dẫn các bạn cắt mặt tròn cho một bé poodle một cách dễ nhất. Mặt tròn thì có rất là nhiều biến thể nha, to, nhỏ hay là như thế nào ấy là phụ thuộc vào khung xương đầu và cái chất lông của từng bé thì mình sẽ cắt sao cho phù hợp nhất. Với form đầu và chất lông của bé này thì mình sẽ cắt mặt tròn hơi nhỏ và dễ thương một xíu. Còn những bé mà lông đầu nhiều, lông có độ đàn hồi và giữ nếp lông ấy thì mình sẽ cắt những cái lông đầu to, đầu tròn to. Bây giờ mình bắt đầu cắt nha. Với những bé mà lông mềm và rũ ấy thì mình nên cắt nhỏ thôi, mặt tròn nhỏ thôi để giữ form. Trước tiên thì mình sẽ cắt lông ở khu vực vùng miệng để cho bé ăn sạch. Mình cần giữ chặt cái phần miệng để bé khỏi lè lưỡi ra trong quá trình cắt thì sẽ rất là nguy hiểm nha. Giữ chặt, sau đó mình nhắn. Phần mặt mình chải thì lông ngã hướng nào thì mình sẽ chải theo hướng đó nha. Sau đó mình đưa cái kéo vào chấn ngang ở giữa đường mắt. Sau khi nhắn xong thì mình chải lại thêm một lần nữa nha. Các bạn khi nhớ các phần mặt thì một tay mình giữ nơi cổ của bé nha. Mình giữ hờ thôi, cầm nhẹ nhàng thôi để bé khỏi tuột ra khỏi tay mình ấy, và mình kiểm soát tốt hơn. Sau đó mình sẽ nhắm mắt. Bé này khi mình cắt đầu thì bé hơi nhoi nha, nên mình cần phải cắt cẩn thận một xíu để tránh sơ sát với làm tổn thương bé. Im con. Phòng mắt thì các bạn lấy sạch lông nha, nhưng mà lấy vừa thôi, đừng có cắt cao lên phía trên này quá. Mình chỉ cắt quanh những cái lông mi khu vực phía dưới mắt bé để khỏi đâm vào mắt bé thôi. Bé này cắt hơi nhoi. Sau đó mình tiếp tục nhắn phía bên kia. Em cơ. Cho bé thì các bạn để ý là nhắn, để cái kéo nhắn cao lên, hướng lên phía trên nha, để cho mắt bé cảm thấy nó vui hơn một xíu và thần thái bé tươi hơn. Sau khi mình nhắn mắt xong hai bên thì mình sẽ lật ngược cây kéo lại và vác lên phía sau để làm rõ mắt bé ra, lông nó không có bị rũ xuống.
vậy là sau khi mình cắt, mình nhắm mắt và mình vát lên thì phần mắt của bé đã rất là sạch và thấy rõ ràng con mắt ra. Khi mình nhắm mắt bé sạch sẽ gọn gàng thì lông bé sẽ không có phủ, không có che đường bé và không đâm vào trong mắt, sẽ hạn chế được cái vấn đề mà chảy nước mắt của bé nha. Các bạn nên nhắm mắt bé tầm 10 ngày một lần thì hãy nhắm một lần, tại vì lông khu vực mắt nó khá là nhanh dài. Có nhiều bạn ở nhà ấy không biết cách nhắm mắt ấy, thường thì nhắm bay luôn cái phần này của bé này, nhắm bay ngang lên chỗ này luôn, nhìn rất là không có thẩm mỹ mà cảm giác bé giống như bị hói ấy. Nên mọi người để ý nha, cái phần này vẫn rất là quan trọng, là bạn phải để lại này, và mình chỉ cắt bo lại thôi, bo gọn lại, không có cắt bay luôn nha. Sẽ có một độ cong. Khi nhìn nghiêng thì cái phần này nó có một cái độ cong y như vậy nha mọi người. Ở cái góc máy này thì các bạn sẽ thấy được cái độ cong của bé này, cái phần này. Nhớ là không có cắt bay luôn nha, đừng có quất như vậy nha, là nó như cái sân bay luôn. Cái phần trán chỗ này là một cái đường cong lên nha, cong lên như vậy rồi đổ xuống phía sau này thì cái mặt tròn của bạn nó mới đẹp được, chứ nó không phải là một cái đường xéo lên như vậy. Sau khi các bạn nhà mình nhắn xong cái phần mắt ấy, thì mình sẽ cắt tạo khuôn nha, tạo khuôn tròn để mình cố định cái form. Với mình thì mình đã cắt mặt tròn này rất là nhiều, và trong nhiều năm làm nghề và dạy nghề thì mình đã có thể tự ước lượng được cái form, nên mình sẽ cắt liền luôn. Còn đối với những bạn mà chưa biết được là mình nên cắt chừng nào lông và để lại chừng nào lông thì mình sẽ cắt theo tỷ lệ. Mình sẽ chia cái phần đầu của bé ra từ mắt xuống dưới và từ mắt lên trên là bằng nhau. Và từ giữa cái mũi này qua phía bên này, qua phía bên tai, và từ phần mũi này qua phía bên này sẽ là bằng nhau. Thì sau đó mình bo lại sẽ là đường tròn nha. Đó là tỷ lệ cắt mặt của bé. Về tổng thể cắt mặt á, mà mình các bạn vẫn không thể nào mà đo tỷ lệ được ấy, thì cái phần dưới cằm này các bạn chừa lại cho mình từ 2 đến 3 phân nha. Sau đó mình sẽ cắt. Phần phía dưới cằm này và đi lên phía gần cổ các bạn xử lý sạch sẽ cho mình nha. Lông ở dưới góc tai này các bạn cắt sạch sẽ cho mình nha, nhưng mà cắt theo đường kiểu bo vào này, đừng có cắt xéo vào, nó sẽ không đẹp được, nó vẫn luôn luôn là bo vào nha, bo tròn vào. Cái phần lông phía dưới này các bạn cắt sạch cho mình nha, để nó lộ rõ cái khung đường lai mặt ra. Các bạn đi kéo theo cái hướng chiều đi lên, xéo lên phía trên, sau đó đi đều vào khuôn mặt. Tới chỗ này các bạn bo vào cho mình nha, bo ngược ra phía sau.
Mình chỉ cần đi qua một đường như vậy là nó đã ra cái form mặt tròn cho các bạn nhìn thấy rồi. Thường thì khi mà các bạn cắt chưa quen ấy, thì rất là khó để mà canh ra được cái mặt tròn như vậy, cần một quá trình luyện tập rất là kỹ, rất là lâu. Có một cách mà có thể giúp các bạn có một cách để các bạn dễ hình dung hơn để trong quá trình cắt mặt tròn ấy, thì trước khi cắt ấy, các bạn nhắn cho mình hai cái đường hai bên này bằng nhau nha. Các bạn đo từ góc mũi này ra bên này và góc mũi từ phía bên này qua bên này là bằng nhau một cái đường, hoặc là các bạn có thể đo phần lông từ góc mắt ra, góc mắt bên này ra là bằng nhau. Sau đó các bạn đi đường thẳng cho mình, thẳng lên. Sau khi có được cái đường thẳng đó rồi, các bạn chỉ cần đưa cái kéo cong vào và các bạn cắt ngang cái phần thẳng bên này và cắt thêm một cái đường thẳng phía dưới này nữa, thì các bạn sẽ ra được cái form mặt tròn đầu tiên. Sau khi cắt thì các bạn dùng kéo bo lại nhiều lần, đi lại đi tới luôn nhiều lần cho nó mịn và nó tròn trịa hơn. Sau đó mình sẽ đi tiếp phần phía bên này, tương tự như phía bên kia nha. Mình sẽ bo lên một góc xéo. Sau đó các bạn đi ngược cái kéo lại, bo từ phía trên xuống. Cái phần bên này các bạn đi chậm thôi nha, nhớ rõ là đi chậm cái kéo thôi. Sau đó các bạn để cây kéo cong như vậy nè, o ngược ra phía sau cho mình. À,
sau khi mình đã đi những cái bước như vậy thì mình sẽ có được một cái khung tổng thể của mặt tròn. Thì các bạn sẽ nhìn xem những cái góc nào còn chưa được mịn, chưa được tròn và còn dư nhiều ấy, thì mình bắt đầu mình sẽ xử lý bo mịn để hoàn thiện cái mặt tròn nha. Như các bạn thấy đấy thì cái phía dưới này này vẫn còn dư rất là nhiều này. Bây giờ mình sẽ bo lại phần phía dưới này. Cái mặt tròn này mình sẽ cắt cái tay ngắn lại và bầu vô nhìn cho nó dễ thương nha. À, vậy là mình đã hoàn thiện xong cái mặt tròn cho bé bút đồ rồi nha. Mọi người có cảm thấy chỗ nào không hiểu hay là trong quá trình làm ở nhà cảm thấy khó quá thì comment xuống dưới để mình hướng dẫn lại nha. Mọi người thấy clip này hay và ý nghĩa thì hãy like, subscribe và nhấn chuông bên cạnh.